Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi tuổi Dậu trong năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và chi tiết cho từng tuổi Dậu trong năm 2021. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Tử vi 2021 cho thấy, sang năm Tân Sửu tuổi Dậu vận khí hanh thông, đón nhiều cát lành, thậm chí xuất hiện bước tiến mang tính đột phá ở nhiều phương diện. Có thể nói, sang năm Tân Sửu, đương số gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, khi vừa có quý nhân vượng, sức phấn đấu vô cùng mạnh mẽ, đương số mưu sự lớn dễ thành, làm ăn thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư có thể thắng lớn. Dù rằng phải đối đầu với nhiều thách thức và khó khăn, nhưng sau tất cả, sự nghiệp thăng tiến như vũ bão. Đồng thời, có nhiều cơ hội thăng tiến, tốt cho cả người làm trong cơ quan nhà nước và làm tư nhân. Ngoài ra tử vi tuổi Dậu 2021 còn thúc đẩy nhân duyên, giúp gia đạo thêm phần yên ổn, tình duyên thắm sắc. Người độc thân sớm yên bề gia thất, các cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Sự nghiệp. Sang năm Tân Sửu, sự nghiệp của người tuổi Dậu như được vén màn mây mù che phủ, mà hanh thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì cũng gặt hái thành quả tốt đẹp. Đương số phát huy tài năng thiên bẩm. Không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng thăng tiến mãnh liệt. Theo đó, hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Dù có thời điểm những khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, người tuổi Dậu vẫn kiên định mục tiêu tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Trong năm Tân Sửu vượng quý nhân, đại diện cho người quyền thế và trưởng bối giúp sức, con đường thăng tiến của tuổi Dậu thênh thang rộng mở. Dù rằng phải đối đầu với nhiều thách thức và khó khăn, nhưng sau tất cả, đương số vẫn đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng nên nhớ, thành công không phải là chuyện một sớm một chiều, nó là sự tích lũy và nỗ lực lâu dài. Vậy nên, đừng bao giờ thôi cố gắng. Khi đã chạm tay tới vinh quang cũng đừng, ngủ quên, kẻo niềm vui ngắn chẳng tài gang tự chuốc lấy thất bại. Tài lộc. Mệnh lý, tuổi Dậu vốn đã vượng tài, rất có duyên với kinh doanh, buôn bán, đời sống vật chất nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có, không quá eo hẹp trong chi tiêu. Sang năm 2021, vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng khởi vượng hơn trước rất nhiều. Cả chính tài và thứ tài đều khởi sắc, nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng. Điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư, đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Theo đó, con đường kiếm tiền, làm giàu không còn khó khăn như trước. Trái lại, xuất hiện nhiều cơ hội mới, quan trọng là tuổi Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Tình duyên. Tử vi 2021 tuổi Dậu cho thấy, nhiều niềm vui cho chuyện tình cảm của tuổi Dậu năm 2021. Nhìn chung gia đạo yên ổn, ít chuyện phải cãi cã hay lo lắng. Hoặc nếu xung đột xảy ra, đôi bên cũng nhanh chóng hòa giải, gia đình lại trong ấm ngoài êm. Người độc thân dù không có sao đào hoa chiếu mệnh, nhưng nhân duyên hài hòa, mang tới nhiều cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ người ưng ý, sớm chọn được người phù hợp để yên bề gia thất. Các cặp đôi đang mong mỏi, chờ đợi có tin vui về con cái sẽ được toại nguyện trong năm Tân Sửu. Hỷ tín rất rõ ràng, phụ nữ mang thai có thể phải động chạm giao kéo. Nếu có ý định sinh con năm 2021, các bạn nên có sự chuẩn bị chu toàn cả về thể chất lẫn vật chất để em bé chào đời trong hoàn cảnh tốt nhất. Sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Dậu vốn đã tốt nay lại thêm phần cát lành. Đương số ít đau ốm, có bệnh gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi. Đặc biệt là nữ mạng tuổi Dậu, sức khỏe được cải thiện, dễ dàng hơn cho việc mang thai, sinh con đẻ cái. Tuy nhiên, đương số không được chủ quan khinh suất kẻo rất dễ gặp tai nạn bất ngờ, va quẹt xa cộ, nhẹ cũng chảy máu thương tật tay chân. Phụ nữ mang thai lại càng cần phải chú ý hơn. Chi tiết tử vi năm 2021 cho từng tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 tuyển trung thủy. Sức khỏe bản mệnh tốt, không có điều gì phải lo lắng. Nếu đau yếu cũng chỉ qua loa, gặp thầy gặp thuốc nhanh lành bệnh. Đương số có thể lực khá sung mãn, thoải mái làm điều mong muốn. Tài vận khá lý tưởng, lương hưu được cải thiện, có thêm thu nhập phụ hoặc được con cái hỗ trợ thêm. Các mối quan hệ đều bình ổn nhờ nhân duyên tốt đẹp, gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan hòa thuận là những niềm vui tinh thần cực lớn với con giáp này. Có điều, làm gì đương số cũng phải chủ động và suy nghĩ tích cực hơn mới dễ thành. Tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 Sơn Hạ Hỏa.
Trong năm Tân Sửu, người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, vận trình có nhiều chuyển biến tích cực. Đương số được quý nhân nâng đỡ nên có thể tìm được những dự án hợp tác tiềm năng, đối tác hợp chí hướng, công danh thành đạt. Nhưng trong thành công, may mắn chỉ là một phần, chủ yếu vẫn phải dựa vào năng lực của chính bạn. Chỉ cần chủ động giành lấy cơ hội cho bản thân thì ngày đổi vận chẳng còn xa nữa. Hơn nữa, sự chủ động cũng giúp bạn giảm bớt được kha khá áp lực lớn nhỏ. Tử vi Đinh Dậu 2021 có nhiều chuyển biến tích cực ở mọi phương diện của cuộc sống. Nếu chủ động hơn nữa, cơ hội tốt càng chờ đón phía trước. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 đại trạch thổ. Bước sang năm 2021 mang tới cho người tuổi Kỷ Dậu một năm hứa hẹn rất nhiều thành công. Công việc có cảm giác thuận lợi hơn trước, có nhiều không gian phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp hơn. Tài vận cũng rộng mở nhờ các khoản lợi nhuận thu về từ các dự án hợp tác. Vận quý nhân trong năm khá vượng, tuổi Kỷ Dậu mạnh dạn mưu sự lớn, sẽ được hỗ trợ nhiều về cả tinh thần lẫn tài chính. Hơn nữa, nhân duyên trong năm khá tốt, bản mệnh còn có thể gặp được những người bạn có trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp. Tử vi Kỷ Dậu 2021 hứa hẹn rất nhiều thành công trong công việc và may mắn về tiền bạc, rất đáng để chờ đợi. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 thạch lựu mộc. Cục diện bán hợp thành kim cục mang tới nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Dự án hợp tác suôn sẻ, có quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình. Tài chính trong năm cũng được nâng cao, cát khí mang tới nhiều nguồn lợi và cả cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn cho bạn. Ngoài ra, bản thân tuổi Tân Dậu trong năm 2021 vẫn cần có sự chủ động nhất định, tích cực tự thân phấn đấu để có những bước đột phá trong sự nghiệp hoặc những kế hoạch mà mình đang theo đuổi. Tử vi Tân Dậu 2021 có quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình, sự nghiệp càng phát triển mạnh mẽ, tài chính được củng cố vững mạnh. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 kiếm phong kim. Người tuổi Quý Dậu báo hiệu một năm nhiều đổi mới, nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón. Sự nghiệp có nhiều cơ may thăng tiến, có lợi cho các hạng mục, dự án hợp tác, mưu sự được quý nhân chỉ đường và nâng đỡ nên dễ thành công hơn. Đồng thời, trong năm 2021 bản mệnh có nhiều cơ hội giải tỏa áp lực tinh thần như đi du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí hoặc ẩm thực. Tử vi Quý Dậu 2021 có nhiều đổi mới, nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón, rất đáng để chờ đợi và trải nghiệm những điều thú vị. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 tuyển trung thủy. Đương số có cơ hội cải thiện thành tích học tập, thi cử suôn sẻ trong năm 2021. Thậm chí có người còn đạt thành tích đủ để học lên cao và giành được học bổng. Nhân duyên trong năm tốt hơn giúp bản mệnh kết giao nhiều bạn bè, nhanh chóng làm quen và thích nghi với môi trường học tập mới, được thầy cô và bạn bè trợ giúp tận tình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.